bị đĩa đệm, phồng lên đĩa đệm thắt lưng. Biểu hiện của bệnh như thế nào ạ? Bệnh của bác là đau, không đứng dậy, không cúi được, đi lại rất là khó khăn. Bác đã điều trị ở bác có điều trị nội khoa bệnh viện Sanh Pôn, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện 108. Sau khi được điều trị thì nó hết đau ạ. Thế nhưng mà được một thời gian ngắn thì cho nên mặt nó tái phát, mặt đau lên. Tại sao bác nhận đến phương pháp gáy chỉ của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng tại bệnh gáy chỉ Hải Thượng Lãn Ông ạ? Một lần vô tình bác sĩ Ngô Tuyến, bác sĩ Ngô Tuyến có quảng cáo trung tâm gáy chỉ Hải Thượng Lãn Ông do bác sĩ Hùng phụ trách. Bác có vào đây để khám lần đầu, cũng kể lại bệnh cho bác sĩ biết, có chỉ định bác sĩ bệnh viện Sanh Pôn là mổ. Nhưng mà vào đây thì bác sĩ khuyên tôi là lên mà điều trị bằng phương pháp bảo tồn tốt hơn, mà bất đắc dĩ phải mổ rồi. Hơn nữa mà khi tôi ở bệnh viện Sanh Pôn thì bác sĩ bảo nếu tôi mổ đóng từ 8 đến 12 cái đinh, tôi sợ. Nên vào đến đây thì bác sĩ nói là điều trị bằng phương pháp cấy chỉ không dùng thuốc. Tôi đã đi 2 lần, tôi vào đây được 2 lần, tức là 1 tháng. Bệnh tình suy giảm được đến 30%. Tôi giờ tôi có thể cúi xuống được, tuy nhiên vẫn còn đau. Tôi bây giờ có thể cúi xuống được, mà tôi đi lại thì giờ nó cũng đỡ hơn nhiều. Tất nhiên tôi chưa đi được xa nên cảm thấy là bệnh tiến triển rất là tốt. Bác phát biểu cảm xem là bác cảm thấy phương pháp cấy chỉ này nó như thế nào ạ? Tôi cảm thấy phương pháp cấy chỉ thì vừa đơn giản mà vừa tiện lợi. Thứ nhất là 15 ngày tôi mới phải vào một lần. Cái hai nữa là cấy xong tôi có thể đi lại về được ngay, nên không phải chờ đợi, không phải gì, cho nên là rất là thuận tiện. Nên là cái phương pháp khác. Cháu cảm ơn bác ạ.